Thời sự quốc tế ngày 30 tháng 3 Rồi tập được tin Mỹ đã đồng ý gửi thêm bom và chiến đấu cơ tới Israel Nga tuyên bố phá âm mưu tấn công khủng bố ở Stavropol Video Hệ thống pháo binh mới nhất của Nga bị phá hủy thành từng mảnh Ông Zelensky nói Nếu không có viện trợ của Mỹ Ukraine sẽ phải rút lui Ý chặn máy bay, bay Nga trên biển Baltic Ông Biden tuyên bố buộc Nga phải trả giá vì sử dụng công dân Mỹ làm con bài mặc cả. Tổng thống đắc cử Indonesia sắp thăm Trung Quốc Hoa Kỳ áp đặt hạn chế thị thực đối với các quan chức Hồng Kông vì đàn áp nhân quyền. Quý vị đang theo dõi mục Thời sự quốc tế ngày 30 tháng 3 của DKN và ngay sau đây sẽ là phần nội dung chính của bản tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, vào ngày 29 tháng 3, hai nguồn tin cho biết, trong những ngày gần đây, Hoa Kỳ đã cho phép chuyển bom và chiến đấu cơ trị giá hàng tỷ đô la cho Israel, ngay cả khi Washington công khai bày tỏ lo ngại về kế hoạch tấn công của Israel ở Rafah. Theo đoạn, các nguồn tin cho biết gói vũ khí mới bao gồm hơn 1.800 quả bom MK-84, 2.000 pound, và 500 quả bom MK-82, 500 pound. Gói viện trợ này được đưa ra trong bối cảnh Israel phải đối mặt với những sự chỉ trích mạnh mẽ của quốc tế về chiến dịch ném bom và tấn công trên bộ liên tục ở Gaza. Trước đó vào tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã thảo luận về nhu cầu vũ khí của Israel với người đồng cấp Mỹ. Hoa Kỳ đã tăng cường hệ thống phòng không và đạn dược cho Israel. Tuy nhiên một số đảng viên của Đảng Dân Chủ và các nhóm người Mỹ gốc Ả Rập đã chỉ trích sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với Israel. Tòa Bạch Ốc đã từ chối bình luận về việc chuyển giao vũ khí. Trong một động thái khác, vào ngày 29 tháng 3, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB xác nhận đã bắt giữ ba nghi phạm đến từ một quốc gia Trung Á đang âm mưu thực hiện vụ tấn công ở miền nam nước Nga. Theo FSB, cơ quan này đã ngăn chặn các hoạt động khủng bố của ba công dân đến từ một quốc gia Trung Á đang lên kế hoạch thực hiện hành động khủng bố bằng cách kích nổ một thiết bị tại khu vực công cộng ở vùng Stavropol. Truyền hình Nga đăng tải hình ảnh một số người đàn ông bị các đặc vụ FSB ghi xuống đất. Trong khi đó, hãng thông tấn AIA Novosti của Nga đưa tin những bộ phận của thiết bị nổ tự chế và các chất hóa học đã được tìm thấy tại nhà của một trong ba nghi phạm. Thông báo trên của FSB được đưa ra một tuần sau vụ khủng bố hôm 22 3 tại nhà hát Krokus City Hall ở ngoại ô Moscow khiến ít nhất 144 người thiệt mạng. Chuyển sang những diễn biến đáng chú ý về cuộc chiến ở Ukraine. Thưa quý vị, một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy khoảnh khắc lực lượng Ukraine phá hủy một trong những hệ thống pháo tự hành mới nhất của Nga. Ông Serhiy Stanenko, một nhà hoạt động xã hội Ukraine cho biết trên nền tảng X rằng pháo tự hành 2S40 Flock mới nhất của Nga đã bị phá hủy. Ông đồng thời chia sẻ đoạn clip dài một phút về hệ thống pháo này được Nga bổ sung vào kho vũ khí của mình hồi tháng 10 năm 2023. Theo trang web Army Recognition, 2S40 Block là hệ thống súng cối tự hành 120 mm bánh lốp của Nga, kết hợp khả năng sử dụng làm súng cối và pháo. Nó được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ hỏa lực chống lại các mục tiêu cố định và di chuyển bằng đạn súng cối và đạn có độ chính xác cao. Ông Stamenko cho biết, hệ thống pháo binh của Nga đã bị phá hủy gần thành phố Bakhmut của Ukraine. Trong một động thái khác, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo Washington Post được công bố vào ngày 29 tháng 3 rằng nếu Ukraine không nhận được viện trợ quân sự mà Mỹ đã hứa, thì lực lượng của nước này sẽ phải rút lui theo từng bước nhỏ. Ông Zelensky nói với báo Washington Post, Nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, điều đó có nghĩa là chúng tôi không có hệ thống phòng không không có tên lửa Patriot, không có thiết bị gây nhiễu cho tác chiến điện tử, không có đạn pháo 155mm. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ quay trở lại, rút lui từng bước một, từng bước nhỏ. Chúng tôi đang cố gắng tìm cách nào đó để không phải rút lui. Tổng thống Ukraine giải thích, nếu thiếu đạn thì quân đội sẽ hoạt động ít hơn, phải quay trở lại, chiến tuyến sẽ ngắn hơn. Ông nói rằng, nếu chiến tuyến bị phá vỡ thì quân Nga có thể tiến đến các thành phố lớn. Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi Hạ viện Hoa Kỳ do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua gói viện trợ tài chính và quân sự. Nhưng chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã trì hoãn vấn đề này trong nhiều tháng, với lý do cần ưu tiên các vấn đề trong nước. Trong cuộc điện đàm ngày 28 tháng 3, tổng thống Zelensky nói với ông Johnson rằng việc phê duyệt gói viện trợ này là rất quan trọng. Trong cuộc phỏng vấn với báo Washington Post, tổng thống Ukraine cho biết nước này đang bù đắp tình trạng thiếu tên lửa bằng hệ thống vũ khí và phòng không sản xuất trong nước nhưng vẫn chưa đủ hơn hai năm tham chiến nga đã tăng cường tấn công vào hệ thống năng lượng và các cơ sở hạ tầng khác quân đội ukraine đã không thể tiến lên ông zelensky cho biết Kyiv có ý định nhằm vào các mục tiêu ở nga bao gồm các nhà máy lọc dầu ông cho rằng phản ứng của washington trước làn sóng tấn công của ukraine là không tích cực nhưng Kyiv đang sử dụng máy bay không người lái của chính mình ông Zelensky nói với truyền thông Mỹ. Chúng tôi đã sử dụng máy bay không người lái của mình. Không ai có thể nói với chúng tôi rằng các vị không thể. Nếu không có phòng không để bảo vệ hệ thống năng lượng của chúng tôi và Nga tấn công nó, câu hỏi của tôi là tại sao chúng tôi không thể đáp trả họ? Xã hội của họ phải học cách sống không có xăng, không có dầu diesel, không có điện. Khi Nga dừng những hành động này, chúng tôi sẽ dừng lại. Trong một diễn biến khác, Ý chặn máy bay Nga trên biển Baltic Ngày 29 tháng 3, lực lượng không quân Ý cho biết họ đã chặn các máy bay không xác định trên vùng biển quốc tế ở biển Baltic. Hai nguồn tin quốc phòng của Rome xác định chúng là máy bay Nga. Một tuyên bố cho biết hai vụ đánh chặn này được thực hiện vào sáng ngày 28 tháng 3 và sáng 29 tháng 3 bởi các máy bay phản lực Eurofighter của Ý tại căn cứ Marbok của Ba Lan như một phần của sứ mệnh kiểm soát trên không của NATO. Lực lượng không quân Ý cho biết thêm, sau khi hoàn thành các hoạt động các máy bay, bay phản lực của Ý đã quay trở lại căn cứ Ba Lan. Theo hai nguồn tin quốc phòng, máy bay Nga bị radar phát hiện nhưng không phản hồi tín hiệu vô tuyến cũng như các yêu cầu liên lạc. Cũng trong ngày 29 tháng 3, Tổng thống Joe Biden cho biết Hoa Kỳ sẽ buộc Nga phải trả giá vì sử dụng người Mỹ làm con bài mặc cả. Phát biểu trên được đưa ra vào dịp một năm phóng viên Evan Gershkovich của tạp chí Phố Huân bị bắt ở Nga. Gershkovic, 32 tuổi, Trở thành nhà báo Mỹ đầu tiên bị bắt với cáo buộc gián điệp kể từ Chiến tranh Lạnh, anh bị cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB bắt giữ vào ngày 29 tháng 3 năm ngoái. Ông Biden cho biết trong một tuyên bố: "Như tôi đã nói với cha mẹ của Evan, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc mỗi ngày để bảo đảm anh ấy được thả." Ông Biden lên án việc giam giữ nhà báo Mỹ là hoàn toàn bất công và bất hợp pháp. Tổng thống Biden nói thêm: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tố cáo và buộc nga phải trả giá cho những nỗ lực kinh khủng nhằm sử dụng người mỹ làm con bài mặc cả. Ngày 28 tháng 3, điện kremlin nói rằng các bên cần giữ im lặng hoàn toàn khi thảo luận về khả năng trao đổi tù nhân, trong đó có gurudervin. Các nhà lãnh đạo hàng đầu tại quốc hội hoa kỳ từ cả hai đảng, trong đó có lãnh đạo đa số thượng viện chuck Schumer và chủ tịch hạ viện Mark Johnson cũng đưa ra tuyên bố chung vào ngày 28 tháng 3, gọi vụ bắt giữ nhà báo là vô căn cứ và bất công. Ngoại trưởng Antony Blinken nói rằng vụ bắt giữ gợt COVID đã khiến bối cảnh truyền thông vốn đã hạn chế của Nga trở nên áp bức hơn. Trong tuyên bố vào ngày 28 tháng 3, Tổng thống Biden và Ngoại trưởng Blinken cũng lên án việc giam giữ Paul Whelan, một cựu thủy quân lục chiến bị bắt ở Moscow vào năm 2018 và bị kết án 16 năm tù vì tội gián điệp vào năm 2020. Ông Whelan và chính phủ Hoa Kỳ phủ nhận cáo buộc này. Ông Biden nói, gửi Evan Powell và tất cả những người Mỹ bị bắt làm con tin hoặc bị giam giữ sai trái ở nước ngoài. Chúng tôi ở bên các vị và chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực để đưa các vị về nhà. Trong một thông tin khác, ngày 29 tháng 3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo rằng Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới một đối tác thương mại quan trọng của Jakarta kể từ khi đắc cử. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, theo lời mời của Tổng bí thư Tập Cận Bình, ông Prabowo sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4. Trong tháng này, ông Tập đã chúc mừng chiến thắng của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo và cho biết ông coi trọng mối quan hệ với quốc đảo gần 280 triệu dân này. Ông Prabowo sẽ nhậm chức vào cuối năm nay. Trung Quốc là một trong những nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào Indonesia. Năm ngoái, Jakarta đã khánh thành tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á, một dự án trị giá hàng tỷ USD được Bắc Kinh hậu thuẫn. Các công ty Trung Quốc đã đổ hàng tỷ USD vào tài nguyên thiên nhiên ở Indonesia trong những năm gần đây, đặc biệt là lĩnh vực Niken. Khoản đầu tư đó đã gây ra tình trạng bất ổn về lương và điều kiện làm việc tại một số nhà máy chế biến Niken do Trung Quốc tài trợ, khi Jakarta nỗ lực trở thành một công ty lớn trong chuỗi cung ứng xe điện. Cũng cho một thông tin khác, vào ngày 29 tháng 3, Hoa Kỳ thông báo họ đang thực hiện các bước để áp đặt hạn chế thị thực đối với nhiều quan chức Hồng Kông liên quan đến việc đàn áp các quyền tự do ở đặc khu này. Một tuyên bố từ Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết rằng, trong những năm qua, chính quyền Trung Quốc tiếp tục có những hành động chống lại Hồng Kông, vốn từng được cam kết có mức tự trị cao, các thể chế dân chủ cũng như các quyền và tự do. Tuy nhiên, tuyên bố không đề cập đến các quan chức nào sẽ bị Mỹ nhắm tới. Trước đây, Washington đã áp đặt các hạn chế về thị thực và các biện pháp trừng phạt khác đối với các quan chức Hồng Kông bị cáo buộc hạn chế các quyền tự do của người dân. Mỹ cũng tuyên bố chấm dứt quy chế thương mại đặc biệt mà lãnh thổ này được hưởng từ lâu theo luật pháp Hoa Kỳ. Washington còn cảnh báo rằng các tổ chức tài chính nước ngoài kinh doanh với họ sẽ phải chịu lệnh trừng phạt. Đạo luật chính sách Hồng Kông của Hoa Kỳ yêu cầu Bộ Ngoại giao phải báo cáo hàng năm trước Quốc hội về các điều kiện ở Hồng Kông. Ông Blinken nói, năm nay tôi một lần nữa chứng nhận rằng Hồng Kông không đủ điều kiện để được hưởng cách đối xử theo luật pháp Hoa Kỳ giống như luật áp dụng cho Hồng Kông trước ngày 1 tháng 7 năm 1997 báo cáo năm nay liệt kê các cuộc đàn áp ngày càng tăng cường và sự đàn áp đang diễn ra của chính quyền Trung Quốc và Hồng Kông đối với xã hội dân sự truyền thông và những tiếng nói bất đồng chính kiến bao gồm cả việc treo tiền thưởng và ban hành lệnh bất giữ đối với hơn chục nhà hoạt động ủng hộ dân chủ sống bên ngoài Hồng Kông Trước đó vào ngày 29 tháng 3, Đại Châu Tự Do do Hoa Kỳ tài trợ cho biết họ đã đóng cửa văn phòng ở Hồng Kông với lý do lo ngại về sự an toàn của nhân viên sau khi đặc khu ban hành luật an ninh quốc gia mới. Trong những năm gần đây, nhiều chính trị gia và nhà hoạt động ủng hộ dân chủ đã bị bỏ tù hoặc phải sống lưu vong. Các cơ quan truyền thông tự do và các nhóm xã hội dân sự phải đóng cửa. Trong tháng này, trong một tuyên bố chung, 145 nhóm cộng đồng đã lên án luật an ninh và kêu gọi trừng phạt các quan chức liên quan đến việc thông qua luật này, cũng như xem xét lại tình trạng của Văn phòng Kinh tế và Thương mại Hồng Kông trên toàn thế giới. Thưa quý vị, mục tờ sự quốc tế của DKN đến đây xin tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được những thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.